Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Darksiders World Master Edition. Chúng ta đã tới được nơi này trong tập trước và nó có một cái chỗ để lấy vũ khí mới. Giống như là chúng ta lấy được cái shuriken đó. Giờ mình sẽ nhảy xuống trước, quan sát. Giống như một cái đấu trường, ta sẽ phải chiến đấu rất là anh dũng đây. Bên kia có gì nữa không? Đằng này có máu, đó là điều chắc chắn. Một cái găng tay đeo cho đều hai bên. Và nó sẽ đánh ra một cái giống như hồi nãy thằng nó vừa biểu diễn vậy đó. Khi chúng ta gồng đó, đập, bấm tab để switch secondary weapon. Bấm ship chứ. Ship 1, 2 này nọ mà, phải không? Đánh phải chuột. Nó vào nhanh quá. Mình chưa có quen với con này nên mình né chưa kịp. Vậy cũng dính nữa là sao? Chúng ta sẽ phải làm gì nơi đây đây? Quá đông, quá nguy hiểm rồi. Lướt ra cưng, lướt ra tiếp. Ơi lướt ra, nếu không là ăn đạn đó. Ôi, nó hút dữ quá. Biến cái này lên, dọn cho nó gọn. Đòn kết liễu. Từ từ, cái đòn kết liễu này chúng ta cần phải bấm. Đòn kết liễu này cần phải bấm. Không bấm thì nó không có kết liễu. À khoan, sao mình không có thêm cái có một cái Reaper nè. Ta có coi cái info của nó trước chứ. Information. À, object không cần. Cái món này lên đây. Được rồi đó. Thêm một con nữa hả? Căng vậy. Đập đầu nó. Ấy. Không hiểu nha. Có thể là những cái chiêu xoay của mấy cái con nhỏ nhỏ chúng ta không thể nào kết liễu được. Không thể nào mà phản đòn được á. Kết liễu rất là dã man. Ây à. Đâm con đó. Ừ.
Hết chưa? Một chỗ đã mở. Ta bấm phải chuột giữ luôn. Gồng. Dậm. Chìa khóa. Chắc rồi. Không cho chìa khóa sao đi ra được. Dạ, bây giờ chúng ta có thể mở được rất là nhiều nơi. Tốt quá. Xuống thôi. Bơi xuống. Lên trển có gì không? Không có. Chúng ta có thể mở được rất là nhiều nơi luôn á các bạn. Giờ ta cần phải coi lại tất cả những cái nơi nào mà nó có cái lớp băng đó, nó không có cho phép mình đi vô. Chúng ta cần phải quay lại những nơi đó. Đây là một cái chỗ khác nữa rồi. Chúng ta có thể lên được đây không? Không lên được. Có gì ở xung quanh đây? Này là đường đi lên thôi. Mình đang kiểm tra. Hồi nãy nó hướng dẫn cái đó làm sao? Cái chiêu đâu rồi? Đơn giản, đơn giản. Không có gì khó. Chúng ta chỉ cần nắm kéo, rồi sau đó bấm phải chuột là nó giọng xuống dưới. Cái mình quan tâm là ở đây là cái gì? Rap thôi hả? Hồi nộ. Có máu nữa. Trong đó thì không có gì. Ý. Ở trên kia thấy rồi, artifact. Cái chúng ta cần là cái gì? Buông tay. Giọng. Nắm giọng. Nắm giọng. Giọng. Úi, không được. Kéo qua chút xíu. Giọng cho nó bay ra. Này ta kéo lên thì chắc là nó sẽ đưa cao hơn nữa. Đúng không? Chính xác. Ta qua bển lấy cái artifact. Soldier. Gì vậy, gì vậy? Dướng cái lan can cho nên không lên được. Cái mình không hiểu là cái cục này nó có tác dụng gì không nè. Bởi vì nếu chúng ta có thể đi lên theo cách này rồi thì cần gì cái cục đó. Ủa, kéo này nó đi xuống. Lộn. Giờ kéo trở lên lại. À ha.
Bây giờ cái này chúng ta chưa có kéo đúng không? Nó sẽ hạ xuống thấp tới dưới cùng luôn. Chưa được. Nó hạ thấp hơn thằng kia. Rồi hiểu. Nghĩa là mình sẽ dọng cái cục này bay qua bên kia. Không biết điều đó có khả thi hay không. Mà có vẻ đó là điều chúng ta phải làm. Này giờ kéo lên. Nó sẽ bay bằng với bên kia. Lên bằng bên đó luôn. R. Fail. Ủa là sao? Nó lên nhưng không đủ cao. Nó không đủ cao để chúng ta lên thêm được nữa. Hạ xuống. Vậy mới được đó. Hồi nãy là không có chịu gồng lên. Phải gồng lên mới được. Ta gồng nó đánh mạnh cái cục nó văng đi. Chứ chúng ta mới thụt nhẹ thôi à. Giống như là mới vỗ nhẹ vô một cái. Không xí nhê vậy đó. Giờ mình phải kéo cái này xuống lại nè. Rồi đó. Nâng lên. Thú vị, thú vị. Bởi vì không phải khơi khơi mà nó cho chúng ta những cái kỹ năng mới. Cái gì vậy? Rồi xong. Làm lại luôn. Làm lại. Tại sao lại như vậy? À, giữ chuột tới một cái mức nào đó nó sẽ tự động nó đấm. Nên bắt buộc chúng ta phải cẩn thận. Không phải cứ muốn giữ tới lúc nào thì giữ. Giữ hồi tự động nó đấm nó văng ra luôn à. Đi nào làm lại. Mình đang suy nghĩ coi có nên quay lại cái chỗ mà có cái chest chúng ta chưa lấy được hay không. Rất có thể sẽ còn cái gì đó ở bển. Này chúng ta phải đưa lên cao hơn thì giọng nó mới dằn xuống dưới. Nếu nó ngang bằng, nó rớt xuống dưới lại. Chính xác. Giờ kéo cái này lên.
hy vọng là chúng ta sẽ quay lại được cái chỗ lúc trước. Bên đó nó sẽ có cái gì chăng? Đây là đâu? Đây là một cái chỗ mới. Còn bên này không thấy. Kiểm tra thử coi có gì lạ. Để bây giờ mình chạy ngược về cái chỗ ban nãy mình nói. Mình đã chạy ngược về xong và thấy cái cửa nó bị đất đá che khuất mất tiêu rồi. Chúng ta không thể nào quay lại được. Chỉ có con đường tiến lên mà thôi. Vô đây mấy đứa. Sao đứng dòm không vậy? Canh gác gì kỳ vậy? Canh gác thấy người lạ vào là phải xử lý liền đúng không? Xong. Ta có mấy con ở bệnh nữa kìa. Xa quá. Rồi, nhìn thấy à, đây là ngay bên dưới luôn nè. Đó là cái đấu trường hồi nãy mình đi vòng xuống á, mình cũng rảnh lắm. Đó, cái đấu trường của chúng ta nè, và cái cửa đó nó bị che khuất không có mở được. Đất đá che hết trơn rồi. Cái gì vậy? Con River đó hả? Dám lắm á. Cái đòn của nó ngộ vậy ta. Ta cản ra rồi, chúng ta vẫn bị dính sát thương. Con trùm kìa. Ấy, cái đoạn kết liễu của tôi. Một đoạn kết liễu chúng ta bỏ đi được. Ta chỉ cần bấm phím di chuyển cái bỏ luôn đoạn kết liễu. Vậy mới gớm chứ. À ha, ta đã quay lại được nơi đây. Ghê. Đứng lại cưng. Mình vẫn chưa thể qua được bên kia. Bởi vì chúng ta chưa lên trên đó được. Nhưng mà ở đây thì mình đã có thể tới được. Nó có cái cửa ở bển kìa. Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta bơi xuống đáy hồ luôn rồi. Đây chỉ là cái chỗ mà nước động thôi. Rồi. Đó. Vậy mới lấy được nè. Vậy là không phải lên trên kia ha. Áo giáp cưng ơi. Bản đồ. Mở hết tất cả các nơi. Đó là những cái chỗ chúng ta chưa tới. Và những cái chỗ chúng ta đã tới. Ở đây là có boss hả? Chà. Ta sẽ phải đi mấy vòng luôn á. Bản đồ. Dạ đây là cái gì? Thử thách gì nữa đây? Chỗ này hồi nãy là nước nó đầy nè đúng không? Ừ.
có cái xe, đẩy cái xe vô, leo lên. Ghê hen. Hết đường rồi phải không? Sao nhảy lên không được? Đây có gì không? Lấy cái xe ra lại. Không phải như vậy. Có thể không phải là như vậy đâu. Lộn rồi. Cái xe đó nó có mục đích khác, không phải nằm ở đó. Rồi đó, ta đẩy nó vô giữa luôn, cho mấy cái đèn nó xanh lên lại. Nó có cái gì ở đây nè? Không phải. Có cầu thang đi lên. Có bơm. Có chỗ đi một vòng qua. Chỉ để gạt cái cần này thôi. Mình nghĩ có cái gì đó đặng. Đây là nơi nào? À, đây là cái chỗ chúng ta đi ra hả? Chúng ta cần phải đi coi bên đó trước đã. Chúng ta cần phải lấy cái xe đi ra. Rồi sau đó nó có cái gì ngoài đó. À hiểu rồi. Chết tôi. Bây giờ chúng ta cần phải lấy cái xe nó có cái tòa á, thì chúng ta mới có thể nhảy lên phía trên được. Còn nếu nó không có cái tòa thì mình sẽ không thể nào nhảy lên được, đúng không? Đây là một câu đố. Ta phải giải câu đố này. Nó còn chỗ ở bên kia, chúng ta có thể tống cái chiếc đó qua bển, đúng không? Ừ, ta có thể tống cái chiếc đó qua bển thôi, đâu cần phải kéo lần nữa đâu. Đó, bay mút mùa luôn. Bà giọng chiếc này ra lại nè, xong rồi kéo về phía bên kia. Nó bay về cuối đường luôn mới ghê. Được rồi, kéo từ từ đi, đảm bảo. Rồi đây, rồi đây, bình tĩnh, bình tĩnh. Xanh rồi đó. Giờ chạy lên, kéo ngược lại cái cần, chuyển cái xe về bên kia. À, là ta đi lên trên. Còn lên trên để làm gì thì mình chưa biết. Chính xác những gì mình dự đoán. Leo lên thôi. Cái kia nó thấp quá, cái này nó có cái toa xe nên mới thể leo lên được. Rồi lên trên này lại. Ở đây là một con đường khác hả? À, ở đây là một bên khác chứ phải bên kia. Rồi, ra ngược lại chỗ này. À, mình mở cửa đi ra thôi. Đó là vậy đó. Chúng ta đã có được cái nắm đấm rồi, thì bây giờ chúng ta có thể về mở hết những cái phần cửa còn sót lại.
nhảy qua bển. Ở gần đây thì nó cũng có một số cái cửa. Chúng ta tới luôn được không? Tới luôn rồi chúng ta thả xuống. Hay quá. Đạp cửa xông ra bên kia. Ở trên kia. Dễ hả? Bấm lộn chiêu. Đỡ không kịp tại vì đang lúc đánh. Chúng ta đâu có đường về nữa đâu. Bắt buộc phải đi đường này thôi. Có một con đường ở đó. Cái bức tượng đó nó có huyền cơ gì không? Có cái cơ quan gì không? Giờ lên đây. Nó có một cái lớp băng cần phải đập bể. Ồ. Biết đâu chúng ta qua được bên kia ta. Thử lại không? Mình cũng muốn thử. Nhanh 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 nhanh. Chúng ta đi qua được bên kia không? Qua được hay lắm à nha. Đâu? Bên đó có món gì đáng giá hay không thì chẳng biết. Ủa, tại sao bấm cái nhảy, bấm cái gì xuống không vậy? Đầu tới rồi đó. Mà mình không có thể nào thấy được cái chỗ nào ta có thể nhảy qua được. Thôi đi tiếp đi. Coca. Có chỗ bán nước ngọt nữa nè. Rồi bên đó. Bên dưới đó chắc chắn có cá dữ. Cá dữ đâu? Lại đây mấy đứa. Để bơi xung quanh xem thử. Không có cái artifact nào cả. Không lên được. Ừ.
mình không biết bên kia nó có cái gì với bệnh mà tại sao nó lại có cái này. Đâu có gì đâu. À, đường đi về thôi. Nghĩa là chúng ta sẽ phải có đường đi lên xong đường đi về. Tưởng có gì đó đặc sắc lắm, thế ra là không có gì. Sóng dao, đạp cửa tiếp. Thấy có lửa là một phần nào đó cũng đã hiểu. Giờ tìm trái bom. Tôi biết mà. Lai sát tuyệt vời. Đằng sau những cái chỗ đó nó hay có dấu lắm. Dấu kỹ quá nhưng chúng ta cũng vẫn phát hiện. Giờ tìm trái bom. Có một em lính gác. Kêu hai con lính gác. Ây da, đỡ không kịp. Có một cái cửa. Mình nhìn trên bản đồ thôi à. Ủa rồi sao? Có bơm nè. Nó không có bơm mới là vấn đề á. Dù như giờ nó có bơm là xong rồi đó. Chúng ta sẽ phá được cái cục ở đằng kia. Cửa đã thông thoáng. Nơi đây ta đã đi qua chưa? Oh yeah. Lại đây mấy đứa. Uh oh. Để lấy máu coi. Nãy giờ đang cố gắng lấy máu. Nhiều khi còn mất máu nhiều hơn nữa. Còn một con nữa phải không? Xa xa kia nó có cái gì kìa. Máu. Bên kia. Nhớ là còn một con nữa mà tới bây giờ nữa không? Chúng ta sẽ cần phải xuống bên dưới đó để tìm cái gì đó. Nhưng mà đằng này chúng ta chưa đi khám phá hết. Thì chúng ta khoan hãy đi nữa. Hãy quay lại. Coi cho đầy đủ. Bởi vì bên dưới này nó có cái gì nè. Đó, thấy chưa? Có cá dữ không? Có thể bên dưới này chúng ta có thể xuống được nữa chăng? Mình không thể nào đắm được ở bên dưới nước. Nó không có cái găng tay dưới nước. Nó chỉ có cây kiếm thôi à. Ý, ý, ý. À, nó ở ngay trên đầu chúng ta luôn. Là sao? Làm sao tôi lấy được? Để trả lời được câu hỏi đó, chắc chúng ta sẽ để lại trong tập kế tiếp. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp nhé. Bye bye.